chả có bản tin xe phong cách 24 giờ. Mãn nhãn chiếc Xcenter trên 50 mang bồ Lê Vinh cùng với chàng chân thong thả Ngọc Trinh. Cuối năm vừa rồi thỉnh thoảng nhớ lại cái xe của mình đậu lâu quá chưa nổ máy. Nhớ tiếng bồ quá cái tình yêu ơi. Đã có em nào đi cây bồ Lê Vinh chưa? Nếu chưa thì anh em khảo sát chiếc Xcenter trên 50 dưới đây nhé. Em nó còn lung linh hơn cả Ngọc Trinh nữa đó. Xcenter trên 10 mang cây bồ Lê Vinh cùng với dàn chân thong thả Ngọc Trinh. Xe độ cây bồ Lê Vinh với đĩa gây phờ, trợ lực Colin, cụm công tắc Dimono, bình dầu, dàn ốc vàng, nắp bình dầu đồ chơi, bánh căm Racing Boy, căm RCB, đùm giá khế, phục Colin hàng khải, gác chân từ bộ số 7 Abido. Các chế có thích chiếc Xcenter trên 50 mang dàn áo đen bóng tem rơm trong bài này không? Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này. Nhập lại để kế tiếp nhớ like hoặc share nhớ subscribe.